Mày đi ra chợ mua ít đồ, mấy đứa ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Hoàng bảo ban các em nhá. Bỏ ra. Dạ vâng ạ. Đấy, mấy đứa nghe gì ạ? Quái lạ, bọn nó vừa ở đây cơ mà nhở. Mấy con lợn kia. Không ra làm việc nhà đi là còn. Ô hay. Anh không dám đang bận đây à? Sao nãy giờ thì không làm mà bây giờ tự nhiên lại bày ra này. Đừng bao giờ đánh mất cảm hứng của một người nghệ sĩ. Thôi được rồi, mày làm gì làm đi. Để tao bảo con Trang vậy. Dọn nhà Trang ơi. Mày đang tụng kinh đi à? À không cô ơi, đấy là anh trai em thôi à. Ý là cho em còn học. Thằng Bách cũng bận, mày cũng bận thì ai dọn nhà? Thì anh dọn đi, anh cũng biết em đang học tiếng Trung Quốc để đi du học Pháp rồi. Học xong ra luôn đấy. Sorry sorry teacher, my brother hơi phiền. Chúng mày nhớ đấy. Được rồi, bây giờ tao dọn hết. Tí nữa về mẹ cho tao tiền đi nét. Chúng mày nhí. Con rời nên không bao giờ nghe lời. Ăn nói thì chối tay mà quần mà gáo không giống ai. Vậy là chắc xong rồi đấy. Mệt quá nhỉ. Ngủ cái nhỉ. Về rồi đấy các con. Ái dạ, nhà sạch sẽ quá nhỉ. Ê, con của mẹ mà lại. Hai đứa dọn dẹp một mình đây có mệt không con? Chẳng có. Con gái mẹ vừa dọn dẹp lại vừa phải học bài này. Có con trai của mẹ nữa dọn dẹp nào mọc quả dơm này rồi. Thương quá. Không như cái thằng anh chúng mày lười biếng làm tranh anh kìa. Bắt các em nhỏ lao động vất vả này này. Dạ vâng đúng rồi đấy. Con dọn anh ấy cứ nằm ngủ ngáy ôi. Mà mẹ ơi, vừa nãy con dọn chỗ đấy xong anh còn hất tay đau ơi đau ơi. Ừ đấy, lùa anh kiểu gì cũng biết. Ơ kìa. Đây, mẹ cho hai đứa tiền tiêu vặt này. Thích ăn gì thì ăn. Cảm ơn. Còn cái thằng kia, làm anh khó lắm. Phải đâu chuyện đùa. Với hai em bé, phải người lớn cơ.